giấm chém cái to to kia nha. Đúng rồi, cố cố. Rất là mềm quá, không đừng tôi được tay được. Bùm, xem là cái đầu cao hay là thấp. Được rồi, thế này. Sáng rồi dậy cháu rồi. Cô bên này còn túi đỏ nhỉ. Dạ rồi. Sợ nhẹp rồi đó. Cái diện mặt cái răng thế vừa là cháu ôi dồi à, giống như này hôm nay bạn học đi 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 đâu đi mua giống rau trồng như mút như hôm qua mình vừa ra đấy. Thả một con gà đó. Mày muốn ra là mày vui vào trong tí tí. Được, ra được rồi, tóc vào mấy rồi mà. Có chỉ biết khi nào tao có gì tao tìm mua con bạn đời cho mày. Mày đủ đôi nhá. Anh buộc chứ mẹ thôi. Tên thủ khẩn trương.
nó lên trên này được không? Chứ mẹ đi có sẵn rồi, có sẵn nó lên được, lên thủ ông buộc. Cầm cái đinh lên nhé, đinh thế này. À, cháu chưa lên lấy cho ông cái cây dài dài, không cháu để sau nhé. Không cháu ơi, cả thần nhá. Đấy, không có cái cây chê nó dùng dài. Mở dài nó dùng dài. Có cái hộ ông chết tay không? Giấm chém cái cây to to kia nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Ố, ố. Đây, được rồi, tốt rồi. Chúng ta chỉ sửa với cái cây tròn này, này nó đều đều nhá nhá, cái ố với khách ố ấy. Mình chỉ sửa nó xong kia nhá. Cái bục cái này trước, chỉ sửa cái này cho đều đều ấy, vào đấy nhá. Ông bục luôn nhá. Bục cái này, bục cái này nhá. Bục này nhá. Nó lên tí, cái nó phải. Chả biết quay không? Đấy, để cứ thế mà xoay nhá. Xoay cái nó chặt được thôi nhá. Thôi là bình dưới nhá. Bình dưới là không biết nhờ ai đấy. À, ông cháu lên đây hết rồi. Nó cũng vừa phải rồi, có lo là biết đấy. Đằng kia sư bố nó xong lấy cái dương này kia về nối cái đàn này tiếp, nó mới buộc đàn nối nhá. Nó hộ ông dưới cái cây này. Đàn dưới đó. Cháu ngồi xuống dưới cái đàn lúc này cháu buộc nhá. Ông khoảng mấy phần nhá. Cái cây hơi ngắn rồi đấy. Ông dưới cho cháu sau là một tiết. Cháu cái ơi, ông cháu xuống dưới tí đưa cỏ cho ông nhá. Tí đưa cho ông mấy đoạn cây ngắn để ông đan hay đâu hủy. Xuống đấy chắc không xuống được đâu, đằng sau ông bắt cái thằng là sao ấy. Là sao ông lại đi nhà ấy, mình tả đi ấy.
đưa cò cho ông quế nha. Đưa cho ông cái đàn tre đó. Đưa cho ông cái đàn tre. Đưa cho ông cái đàn tre. Đưa cho ông khoảng độ gần mét nhá. Cho ông nối đoạn góc vào đấy. Nặng nối lên được khoảng nửa thống. Rồi cái này chặt hết rồi. Đầu hồ đã xong xuống đây lọc nốt đây luôn đi thôi. Lấy cỏ cho mấy cho hai đoạn cây nhá. Thế này có được không? À, uống nước nhé. À, ngoan. Ừ. Thế này cho mưa hồi xuống được rồi. Lần này an tâm rồi. Lần này an tâm rồi, không phải lo nghĩ rồi. Khó ổn rồi. À, nhận lên đây. Đây được rồi nha. À, ống nước suối nha. Để cái nha. Bác uống nước ở đâu nhỉ? Uống nước kia nhỉ? Bây giờ uống nước kia đó hoàng ấy, lấy đôi ra đấy nhỉ? Ngon này, đặt nước uống nhỉ? Ông xịt. Cái này cháu lấy tiền kè ở đâu nhỉ? Từ kia. À, à. Chúc uống ngọt ngào nhá. Bây giờ thì ông cháu mình làm cái nhà lập đã xong đấy, mày nghiên cứu làm cái giường mới có chỗ ngủ nhỉ. Nói tiếp nhé. À, tức là hôm qua cháu ngủ nằm mơ thấy bố nó ốm thế này á. À, thế bây cháu định đi thăm bố à? À, cứ định đi thăm bố nhé. Và lấy cả gùi nãy đi, có cái gì mà nghĩ đồ đi mua gì từ bố nhé. À, cháu đi thăm bố phải có ý kiến mà ông hôm qua đi ông đi mua cỏ hết tiền, còn có bà này lấy đây đi mua cho bố nhé. Khỏe. Thế lấy cái gì mua quà cho bố được đây?
thằng bố mua thuốc phang thằng bố chứ. Mà thế tao tiền đi luôn à? Mà đi luôn thế, ông chuẩn bị đủ thôi nhá. Vui đi nhá, cẩn thận nhá. Con dao ở bên đằng kia nhá. Đi cẩn thận nhá. Vui vẻ, về thăm bố vui vẻ. Tự ký tối lại sang đây nhá. Đến ông nhá. Đấy, nghe là bữa nay đi cay rồi. Cẩn thận nhá, con bái nhá, đi vui vẻ nhá. Bảo bố đủ nhiều nhiều nhá. Và theo chân bái của mình ra đi thăm bố để nói rồi anh. Cắt bát cũng đi đó. Ôi giời, mệt quá à. Thì mình cứ nấu cơm nước để ăn được. Vì nó đói đấy. Cho cái đó là đi thăm bố rồi. Cất bát đó. Vừa đấy cắt tạm thôi, không biết được cắt phải đi đâu đi, đang đi chú chú đang vừa trước, đang đứng là bắt sau. Rất là mềm quá, không nên dùng tốt rửa tay được.
thế nhỉ? Đất này không dễ ăn đâu nhá. Thì nhặt nhót cái gì vui lắm à. Mừng lắm à. Mừng lắm. Ôi, đừng có khổ đau à. Ra kia đi, ra kia đi, ra kia đi. Ra kia đi. Mình muốn nghịch nhau à. Đây. Đây. Được rồi. Thằng này được rồi. Biết từ cháu gái về với bố đó như thế nào, không biết bố nó có ốm hay là như sẽ chuyện gì, nhớ nó quá nhỉ. Không biết khi nào cháu gái mới về đây hay là đi chắc bố nó có cho về đây à. Đây là ông này khở với mình buồn rồi, không sao, ra làm việc. Bùm, xem là cái đầu cao hay là thấp. Được rồi, thế này thôi.
dao thổi dao bay đi cái nhà. Lộng quá rồi. Ui. Quá giỏi luôn. Chặt lắm rồi, bằng rồi, ngồi xem đã, muốn không đã. Chú gái không ở đây hố mình tự làm đau lưng nhanh thế. Cắt cây che mai cây gì mà làm đắt chứ đã, một thứ đi, sao? Trên này chỗ này là chỗ ông bán cỏ cho mình, chắc cũng bán chè mình chặt xong trả tiền cho sau. Đứng đây cái này không bị đạn rồi nhá, cần tính còn được lâu năm. Đi theo làm gì? Ui, ui, đi trong nhà nhá. Cả con dê cũng phải đi theo làm trên đây làm gì?
chuẩn bị ra trường thì những cái kia để làm cái giường, xong rồi ngâm lửa đun nước uống. Như cháu gái thế, hay là cho cháu gái phụ mình vác cây ổn quá. Vừa đun nước vừa đặt điện, vừa làm ra trước đó, chuẩn bị sau cái này vừa gì non. Hai cái bác mà thiếu một người rồi, rồi cháu gái ơi là đi với bố một lúc về ở ông chứ mấy một hôm hai hôm ở đây.
Cô biết kìa, cháu gái nó đang lạc theo bố làm gì? Cô biết bố nó cũng dịu nát, có hành hạ lắm không đây? Một mình khẩu nước không ngon, chán quá. Làm rồi. Dùng tận dụng một phần cũ. Sợ ngắn thôi nhỉ. Tập thời gian cái này từ đây to nhất ở ngoài. Về nhà. Bố bảo về nhà. Cho anh làm vợ nhé. Bố ăn gái nợ rồi. Đi theo anh đi. Đi theo anh đi. Đi. Ở nhà đi. Không đợi mãi có thấy cái gái về ông gốc cơm ăn trước coi. Nó cơm còn ngon. Ăn no nhá, ăn no để còn có chữa to to tí nhá. Dùng tận dụng một phần cũ. Tiền đâu, tao đến chơi thì xuôi rất điệu thôi. Ờ,
học cũng uống rượu điện máy đâu. Không uống được mình uống chai thì mình ngủ ở đây. Uống có dở dở có hai chai này, chưa thấm đâu. Còn đây chưa hết. Uống hết hai chai nó sai rồi. Chưa sai đâu. Mình còn cái củ măng củ khoai này để nhấm rượu mà. Đây tôi sẽ ôm nhấm khoai này uống rượu đường đây. Thế uống đi. Tôi vay tiền ông đi mua rượu uống hết rồi. Bây giờ không biết lấy cái gì trả cho ông này. Ăn tạm củ khoai trước đi. Nếu ông ăn đi. Tình hình là như thế này thôi. Nhà không có cái gì ngoài khoai rượu. Thì không có thì đi vay. Tôi tiếp uống rượu này. Muốn lấy đi để làm ăn chứ. Tôi biết thế rồi. Nhưng mà tôi dạo này làm ăn nó khó khăn quá. Đi trồng khoai bán thì không có ai mua. Đành là ông phải thư thư cho tôi một thời gian thôi. Thế ông xem cái tờ giấy hôm nọ viết ghi hộ tôi cái. Tôi đây. Không biết chữ. Không biết chữ thì lấy dấu vân tay cũng được. Ông đi tìm cái giấy là ở đâu đấy. Không biết chữ, không biết viết cho ông kiểu gì đâu. Hôm đó tôi viết cho cái tờ giấy cho mày á, lấy tiền của tao. Mày viết á. Ta viết cho mày lấy tiền của tao á, bây giờ mà ký cho hộ cho tao cái. Tao không biết chữ đâu. Không biết ký, không biết chữ thì dùng dấu vân tay. Rồi, đưa tay ở đây. Tao không biết làm kiểu gì được đấy. Ký xuống. Thế này à. Chưa được. Ông ký cho tôi rồi, bây giờ tôi lấy cái gì cũng được. Khoai này ngon đấy. Ngon lại uống rượu đi. Uống. Ôi con gà à, rồi mấy ngày hôm nay không thấy về nhà. Con gái của ông à? Con gái của tao đấy. Xinh quá nhỉ. Bây giờ xinh quá nhỉ. Này ông uống đi nhỉ. Tôi khát hết rồi đấy. Con gái gắn nợ tao rồi.
bỏ về nhà. Bố bỏ về nhà. Sao em? Được rồi, lần này ta lấy con gái của con là họ. Sai lắm rồi. Ôi hay là ông cho con gái tao gắn nợ. Ôi có tiền không? Có tiền giả tôi đi. Hay là ông cho con gái tôi làm vợ. Ôi đồng ý cho tôi rồi, cho con gái tôi làm vợ rồi, lúc ông lên rừng đã. Ông ngủ nha, ông ngủ nha, chú ông ngủ ngoan nhá, tôi lấy con gái của ông. Phải cho anh làm vợ nhá. Bố anh gán nợ rồi. Đi, đi cho anh đi. 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 Đi cho anh đi. Đi, đi theo anh đi. Đi, đi theo anh đi. Đi. Đi qua đường này. Đi. Chị à, chị ơi, đi càng này sẽ chàng cầm bao hoa được chia ta đây. Cái này là ui vây một dù ai nấy ô nai vây quật bụng liu nai ô nai của mày y năm trăm ô mày miệng bụng liu à uống ba con tỏ nhục buồn tạo ông bán thì có bình chia cho mình nhá rồi thôi à uống bán này té kiểu nhìn bán thì to bình chia mình tỏ té nhá tại à u à được rồi. Xìa ôi xìa cả chùi này. Ôi nhờ. Rồi 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 rồi. Tại á, cho nó hái chút quỷ nó. Ôi. Buồn ôi, hốp tiêu. Mày. Hốp tiêu, mút cả xìa. Mày hốp ạ.
tao nhiều ồn ra. Đi. Nhất ở ngoài rồi.
ngồi tạm thời sẽ đó. Được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng. Thoải mái một chút. Anh dùng vất vả tuyệt vời thế, phẳng thế mà cho gái bỏ mình đi. Chắc mình nằm buồn quá. Chắc ngày mai phải tìm cho gái, không biết nó ở đâu làm gì, xảy ra chuyện gì đây. Kiệm bắt cơm ăn xong thì tìm cháu gái này. Ở đâu đấy nhỉ? Chết hết gạo rồi. Chắc là phải một mình chạy bên này nó khoảng mấy ký thôi chứ. Mình nhớ mấy ký thôi chứ.
nấu cơm mới tranh thủ dọn này đã. Chỉ có dao dạng ăn mà không khoan được, mà ăn dạng được khác hơn rồi ngọt lắm. Xôi đấy, ừ, có thể xôi đâu mà xôi. Ăn rau xanh phải chay mới sống thọ lâu được. Mình ăn loại này không có thịt đấy, ăn khổ tí mà sống lâu hơn. Ăn no nhé, ăn no để mà có chữa to to tí nhé. Đã cơm đây, cháu gái không đợi mãi có thấy. Tôi gái về ông giấu cơm ăn trước rồi, cơm nguội rồi. Tôi gái nó có về luôn rồi, giờ ăn cơm của ông chứ. Ôi, cái này có phải chân này, chân kia chứ. Nó cơm còn ngon. Đợi bây giờ thấy về đâu cả. Nhờ mấy kia ăn nhanh thế, mấy kia ăn nhanh thế. Ông còn chưa ăn xong hết bát cơm. Có chưa chân gà ấy, mấy con gà ấy.
Dạ, con nó chắc không kịp cái nhà, chắc đi tranh thủ ra xuống dưới kia tìm cháu cái rồi. Màu này hơi tím tím, khá ngon. Nói rồi, dọn thôi. Có chỗ làm bị mồi. Cái động này thì nó sợ. Và có chỗ này là hai chỗ này. Thời có mùi gì. Có thể cháu gái là chẳng đi tìm hàng. Bạn có mua được gạo ngoại ăn. Tôi thấy đấy. Giờ này đi tìm cháu đây ở đâu chứ nào của con cháu ấy tìm thế nào. Mình đi tổ chú hồ tẩy lo một ca cụ ta xía mình hả lúc của ô. Cùng bắt đuôi xiếc rồi. Điên thì kéo ngó. Như mình đã tạm mình thảo mình vô. Mình thôi cùng thảo. Tọng và tựa tụ hết ta khốn đó. Thank you.
đâu ấy? Ông đi đâu đấy? Là con định lên thăm bố vợ. Ai là bố vợ? Ra nhận làm con gì bao giờ đâu? Hôm qua ông gạ con cho con lấy làm vợ rồi. Không, có phải đâu. Đấy, bố con ký cả giấy tờ ở đây cho con này. Đấy, qua bố ký cho con đấy. Cái này là giấy nợ chứ. Không phải nợ, không có tiền giả thì giả con cho. Không được đâu. Lấy làm vợ. Không được. Hôm qua bố bảo ừ má lấy con gái cho không. Con làm vợ má. Con không lấy được. Đi rồi. Giả con gái tao đây. Tao đây. Tao đi, đi tìm con tao đấy. Không, không, không. Con lấy đi làm vợ con rồi. Con cúng vào tổ tiên nhà con rồi. Không được. Làm thế không được đâu. Đưa tao đi tìm con tao về. Từ từ quay, từ từ nói. Đi, không từ từ đâu. Đi. Bố. Không bố con gì hết. Đi, bố ơi. Đi dọn từ con từ gái tao về. Hey, bố con mình vào đây nói chuyện. Không. Vào đây, vào đây. Vào đây bố ạ. Không vào đâu. Đi luôn đi, đi, đi. Đi tìm con gái tao về. Đi vào vào đây ngồi. Đây. À con mang quà cho bố này. Cả rượu nữa. Tao này uống rượu tao mới bớt con đây, gái tao không đây, uống đâu. Vào đây ngồi. Không vào nữa đi vào luôn thôi. Ừ, ngồi đây. À rát quá. Ừ. Bố ngồi đây, ngồi đây. Tao vừa nghỉ đây rồi. Giờ tao muốn đi luôn thôi. Từ ngồi xuống đây, à, để con đi tìm đồ nhóm lựa cho bố, sợ ấm đã. Ngồi xuống, ngồi xuống đấy. Tao ngồi một tí thôi nhá, sao mà tao đi tìm con gái đấy. Ngồi xuống. Đưa tao đi tìm con gái. Thế mình cùng nhau đi. Vợ, à, con gái ở nhà chờ bố mà. Đây, bố yên tâm đi. Con lấy con gái của bố làm vợ rồi. Được. Bố ngồi chờ con tí nhá. Con đi tìm lựa nhóm. Thèm rượu cho con cố. Rét không bố, bố ơi. Con nhóm lửa lên. Con nướng thịt cho bố ăn nhá. Mình có uống rượu đấy nhỉ bố nhỉ. Bố ơi. Qua ra bên này để ấm đi. Ui. Cái này ở đây tí té mất đấy. Cất đi. Ấm con bố. Đấy. Thế là bố ngồi đây sẽ ấm nhá. Không phải bố đâu nhá. Chưa nhận đâu. Nó không phải. Lấy con gái của bố mà. Chưa nhận được. Ôi, con rượu sai đá. Đây, cái rượu váy. Rồi, đây.
Ôi, làm tí mùi nhâm rượu nhỉ. Đưa tao về đọt con gái tao đi. Con rượu đá. Được con nữa, rượu đá. Uống tí. Mỗi người làm mà hấp. Uống. Có uống. Ăn thịt nhá. Cái gì ngon quá buồn. Uống ăn đi. Không nghe mày lừa. Đó con có để lừa đó. Hôm qua bố. Con uống con khác làm ở hấp nữa. Bố ơi, uống rượu đi. Không uống nữa. Uống đi. Không uống. Uống mà hấp, làm mà hấp. Đồ. Ăn thịt, thế ăn thịt. Không ăn đâu. Ăn một miếng. Không ăn. Bỏ cái gậy ra. Không, không. Bỏ gậy ra. Bỏ xuống. Ăn thịt. Ăn đi. Mày phải bẫy nữa. Ăn bẫy nhỉ bố nhỉ. Anh đi bố. Này bố ơi, anh bán đi. Anh phải bán. Đói rồi. Làm hớp rượu cho anh bán đi. Dạ đi. Sao nhẹ thế nhỉ? Sao hết rồi. Lại uống rượu đi bố ơi. Không uống còn không. Lại uống. Thì bố lại uống một hớp nhé. Bố ơi, ăn đi. Ăn xong uống nốt hớp rượu này. Bố hết đi bố. Thầy cho bố. Về thuê nhà bố nhờ. Về nhà bố thôi. Bố sai lắm rồi. Đi. Bố đi cẩn thận đó.
thị cẩn thận nhá. Bố nhá. Bố ngủ nhá. Con về đây, vợ con đang đợi ở nhà. Không biết là vợ ở nhà hay không. Đó chuyện chắc không ra được rồi. Ăn hết chưa? No ở nhà. Cần là gì? Chắc không ra được đâu. Cháu gái không ở đây đâu, mới bố đứa cháu gái ở đây thôi, xài rượu thôi, không ở đây được đâu. Ui, nhà qua nhà không? Không tìm thấy ai mà gặp ai mà hỏi. Không biết cháu gái gì đâu. Không tìm thấy nó, sao nó lại bỏ ông đi thế này, không từ biệt này. Vẽ rồi. Thank you.
kỳ không ai bằng. Đi nhà mai thì sau cứ ở nhà này có thể có người nhà mới có sản lợn. Ôi xin hỏi nhà này có ai nhà không nhỉ? Thì làm hết rồi không phải ai nữa. Tìm người gặp là hỏi khó thế. Hôm nay sắp đến nhà rồi, về nhà làm việc thôi. Không tìm thấy cháu gái đâu, đấy mới kia làm bạn thôi. Nó cũng đi gặp căn nhà con đã chết vừa mới xong lại không ở mình rồi. Có đi điện với bố nó mà tìm thấy nhà bố không thấy đâu cả. Cháu gái hộ mình làm nhà vất vả chết đến chưa ở ngày nào mà đã đi. Ôi giời, giật nhỉ. Đó nó có còn quay về đấy ấn hay không? Bây giờ chưa biết làm gì ở cái khung vách đằng sau ấy. Để tối nay hay ngày mai nhưng mình cũng còn có chú mà ông cứ
Thank you.
cái khóa này nhảy qua được rồi. Thì đó, trước đây nữa mình có thấy buồn không? Bây giờ cháu gái bỏ mình đi sao mình buồn 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 thế nào nhỉ? Chân lần màn đấy, ông nói thế này, hôm nay mùng 1 Tết năm mới, ông chúc cháu một năm mới mạnh khỏe vui vẻ, và năm nay của năm mới là ông cháu mình cố làm một căn nhà nhỉ? À, đúng rồi nhỉ, bây giờ không xong mình dậy nhá, đúng rồi. À, ồ tí hôm nay mình đi thăm bố nhá. À, được rồi, đúng rồi. Hôm nay là làm ngay có đây phải lại đi tìm xuống chợ, xuống được quốc lộ tìm cháu cái một lần nữa xem có biết xảy ra chuyện gì đây.